Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2021 Thì thường lại muốn chia sẻ thêm với các bạn một số những thông tin Thì các bạn thấy được đó, bây giờ đó là giá Bitcoin xoay quanh tới mức là 55.800 đô Bây giờ là 55.876 Nhưng mà các bạn cũng đang thấy là trong thời gian 3 tiếng đồng hồ vừa qua Thì giá đã đi xuống từ cái mức là cũng khá cao Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái mức giá lên tới 57.185 Trước khi mà đi xuống À, còn có 55.898 thì chúng ta thấy được là bây giờ đó thì có một cái điều mà cũng rất là thú vị Thùng muốn chia sẻ với các bạn Các bạn có thể là xem thông tin này Sau đó là cho Thùng biết cái suy nghĩ cá nhân của các bạn Liên quan đến thông tin này như thế nào Tại vì đây là thông tin liên quan tới dấu hiệu của cá voi xả hàng Và chúng ta sẽ nói rõ hơn về thông tin này Tại vì bây giờ đó Cái số lượng ví mà có hơn 1.000 bitcoin đó Sau khi tăng trưởng nhiều tháng Các bạn thấy được bây giờ đã có cái dấu hiệu là cái đường mà vàng này đã đi xuống rất là nhanh có nghĩa là chúng ta thấy càng ngày càng ít cái số lượng ví có hơn 1.000 Bitcoin và điều này có phải là cá voi sẽ hàng hay không hay chúng ta đã sắp hết cái mùa tăng trưởng này hay không đây là điều mà thường sẽ nói tới trong video này nhưng mà ngày hôm nay thì có một cái thông tin khác mà nhiều người nói tới mà có thể các bạn lên bất cứ trong web nào cũng thấy một cái thống kê được chia sẻ bởi Mizuho Survey thống kê này cho thấy được là dựa theo cái số lượng người mà họ phỏng vấn đó không có nhiều các bạn thấy được là họ phỏng vấn tổng cộng chỉ có là 235 người ở Hoa Kỳ mà thôi có thu nhập là dưới 150 ngàn trong đó là 200 người là đang chờ đợi và họ suy nghĩ là họ sẽ có thể nhận được cái số tiền đến từ có hỗ trợ 1,9 nghìn tỷ, có nghĩa là có số tiền 1.400 đô đó thì câu hỏi bây giờ đó là họ sẽ dùng số tiền đó để làm gì? Thì dựa theo những cái thống kê đó thì các bạn thấy được là tổng cộng đó là có khoảng chừng là 380 tỷ sẽ đến tay người dân với cái số check là 1.400 đô cho một người thì nhiều người bây giờ đã nói là cái số tiền này khoảng chừng 10% là có thể được sử dụng để mà đầu tư và hai mảng đầu tư mà nhiều người nói tới bây giờ đó chính là một là cổ phiếu, hai là Bitcoin và chẩn đoán dựa theo những tài liệu trước đây đó thì cái thống kê của cái công ty đó chính là Mizuho Survey này nói là có thể là 60% của cái số tiền mà dùng để đầu tư là sẽ đi vào thị trường Bitcoin và nếu như đúng như vậy đó thì có thể là lên tới con số là khoảng chừng là 40 tỷ đô la sẽ đẩy vào trong thị trường Bitcoin thì cái số tiền này có thể đẩy giá Bitcoin lên khoảng chừng là 3% thì đây là cái thông tin mà các bạn thấy là các bạn lên trang web nào ngày hôm nay cũng thấy liên quan tới là người dân Hoa Kỳ sẽ dùng 40 tỷ để mà đầu tư vào thị trường Bitcoin Thì đây chỉ là một chứng đoán dựa theo như chúng ta biết được trước đây Thì trên căn bản đó, trước đây cái đợt mà chúng ta cũng đã nhớ là lần đầu tiên nhận được 1200 đô đến từ cái gói hỗ trợ Và các bạn thấy được là thông tin được chia sẻ bởi Coinbase là đây là cái số lượng deposit, nghĩa là cái số lượng người ta nạp tiền vào trên sàn Coinbase thì các bạn thấy rất rõ ràng là mỗi lần mà nạp vào đó thì đây là chỉ thống kê cái số lượng nạp vào đúng cái số mức là 1.200 đô mà thôi thì rất rõ ràng khi mà chúng ta thấy cái gói hỗ trợ đầu tiên được thông qua và người dân bắt đầu nhận được cái số tiền 1.200 đô lần đầu tiên đó thì chuyện đã xảy ra đột ngột ở trên sàn Coinbase đó, cái đường màu xanh dương này lên rất là mạnh đường màu xanh dương này đó chính là chúng ta thấy được là có bao nhiêu phần trăm cái số lượng mà deposit gửi tiền vào trong sàn Coinbase mà đúng với cái mức là 1.200 đô thì các bạn thấy rất rõ ràng là có dấu hiệu cho thấy là có người sử dụng 1.200 đô đó để mà đẩy vào trong sàn Coinbase để mà thu mua Bitcoin. Cho nên dựa theo những điều này, người ta chứng đoán là có thể có cái mức lên tới 40 tỷ đô la sẽ được dùng để mà thu một Bitcoin trong thời gian tuần này khi mà mọi người bắt đầu nhận được cái số tiền đến từ chính phủ của Hoa Kỳ trong cái hỗ trợ 1,9 nghìn tỷ cho mỗi người là 1.400 đô Tuy nhiên, một cặp vợ chồng có thể lên tới là 2.800 đô và các bạn có con thì cứ nhân lên. Và đây là cái thông tin mà Thuận muốn nói với các bạn Và đây là cái thông tin được nói mọi nơi cho nên Thuận muốn các bạn có thêm một số những cái tài liệu liên quan đến thông tin này Nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái tài liệu liên quan đến có phải là cá voi đang hàng hay là không Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì một đứa thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và đương nhiên như bạn nào mà muốn tìm hiểu những thông tin mới nhất và nhanh nhất thì hãy bấm vào clip bên dưới để tìm thấy những cái link liên quan tới mạng xã hội như là Telegram, Facebook và Twitter và nếu như các bạn muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thông cáp thì bấm vào link bên dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi mà các bạn cũng đã biết giống như là giảm phí giao dịch các bạn có thể là nhận, bonus khi mà tham gia tất cả những thông tin liên quan tới Binance, Bybit, MTFTX vân vân Coinbase, BlockFi, CryptoKwan Xin chào video này chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình của cái tài liệu của cá voi đi Thì các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó cho chúng ta thấy được để thường zoom vào các bạn thấy rồi Nhưng mà trước khi mình thường zoom vào tôi muốn cho các bạn thấy được tổng quát đi Tổng quát thì các bạn thấy được là đây là cái thống kê cái số lượng ví lưu trữ bao nhiêu Bitcoin đó thì cái số lượng ví đó đã tăng trưởng hay là giảm như thế nào trong thời gian qua thì các bạn thấy được là những biểu đồ này là bắt đầu là từ tháng 5 năm 2019 cho đến là thời điểm bây giờ Thì chúng ta thấy được là đầu tiên hết là thống kê những địa chỉ ví mà có một số lượng Bitcoin trong đó Như là những địa chỉ ví này không có bao nhiêu Bitcoin chỉ cần là có Bitcoin thôi thì sẽ được tính Thì các bạn thấy được là trong thời gian từ năm 2019 tháng 5 cho tới bây giờ Thì tăng nhất là các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu từ năm 2021 này Thì cái đường màu vàng này tăng rất là nhanh có nghĩa là càng ngày lại càng có địa chỉ ví được tạo ra và trong đó có lưu trữ ít nhất là một phần bitcoin chứ không phải là địa chỉ ví tạo ra xong rồi không ai bỏ bitcoin vào có nghĩa là càng ngày tương lai càng có nhiều người mở ví và đưa bitcoin vào hay là họ bắt đầu mua bitcoin lần đầu tiên đây là dấu hiệu là chúng ta có nhiều người mới tham gia vào kế tiếp chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 0,01 bitcoin thì các bạn thấy được là 0,01 nghĩa là một thì bây giờ giá bitcoin nói cách đơn giản là 55.000 đi 10% là 5 rưỡi 1% là khoảng 550 đô thì cái số lượng địa chỉ ví này cũng tăng trong thời gian gần đây kế tiếp các bạn thấy được cái số địa chỉ ví mà có hơn là 0,1 Bitcoin nghĩa là hơn 5 rưỡi bây giờ đó thì các bạn thấy là cũng có dấu hiệu tăng các bạn thấy là cái địa chỉ ví mà có hơn một Bitcoin có nghĩa là những địa chỉ ví mà có khoảng chừng là 55 000 hiện bây giờ thì không có sự tăng trưởng đi hàng ngang, không giảm nhưng mà cũng không tăng. Nhưng mà các bạn thấy được là cái số địa chỉ ví mà có hơn 10 Bitcoin đó thì đi xuống rất là nhanh. Trong thời gian gần đây có nghĩa là những người mà lưu trữ khoảng chừng là 550 000 đô thì có cái dấu hiệu chút lời rất mạnh cho nên càng ngày càng ít những người mà lưu trữ hơn 10 Bitcoin. Và các bạn thấy là hơn 100 Bitcoin thì không có sự thay đổi về xu hướng Mà điều quan trọng hơn là những cái địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin thì các bạn có thể tính đi, cái số lượng Bitcoin bây giờ đó là giá trị là khoảng 55.000 nhưng cho 1.000 Bitcoin. Thì các bạn thấy được đây những địa chỉ ví mà lưu trữ số nước lớn, có thể nói đây là những địa chỉ ví cá voi Thì chúng ta thấy được là từ tháng 5 năm 2019 mãi cho đến cái thời điểm đỉnh của cái số lượng địa chỉ ví mà có 1.000 Bitcoin đó chính là ngày 6 tháng 2 thì chúng ta thấy được là cái số địa chỉ ví có hôm ngày Bitcoin nó tăng trưởng rất là nhanh và sau đó đi hàng ngàn mãi cho tới là các bạn thấy là bắt đầu là cuối năm ngoái, cuối năm 2020 thì cái đường mà vàng này tăng vọt lên, có nghĩa là các bạn thấy được là có rất nhiều người đang thu mua Bitcoin và Bitcoin được đưa vào những cái ví mà có hơn 1.000 Bitcoin trong đó. Chúng ta có nói rất nhiều đây là cái dấu hiệu mà thu này chia sẻ với các bạn là chúng ta có rất nhiều cá voi đang thu mua. Nhưng mà chúng ta thấy được là từ ngày khoảng chừng là ngày 6, ngày 7 tháng 2 của năm nay cho đến cái thời điểm hiện tại đây thì các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví có 1.000 đã giảm rất nhiều. Tại vì sao? Thì chúng ta chia sẻ thêm một đát nữa. Chúng ta thấy là cái số lượng địa chỉ ví đó có thể nói là đỉnh điểm là khoảng chừng là 2.488 ví có hơn 1.000 Bitcoin. Bây giờ chúng ta chỉ còn có là 2.283, nghĩa là mất đi khoảng chừng là 160 ví đã mất đi. Thì một điều các bạn cần nên hiểu đó là mỗi địa chỉ ví không phải đại diện cho một người. Các bạn thấy được là một địa chỉ ví có thể là của nhiều người. Như là các bạn có địa chỉ ví của công ty đi, thì địa chỉ ví đương nhiên là phụ thuộc vào nhiều người. Các bạn có địa chỉ ví à, của SAO GT thì đương nhiên địa chỉ ví đó có thể thuộc về nhiều người. Và ngược lại, người cũng có thể là có nhiều địa chỉ ví. Như là các bạn đi, các bạn có nghĩ bản thân mình đã tạo ra bao nhiêu địa chỉ ví Bitcoin. Nhưng mà đối với những cái đơn vị, những người mà có hơn ngày ngàn Bitcoin đó thì cái sự mà theo sát đó, nó sẽ dễ dàng hơn. Những công ty như là ClassNo họ sẽ cố gắng để mà kiếm được những cái địa chỉ ví mà không phải là phụ thuộc cùng một người. đương nhiên chúng ta không thể nào biết được. nhưng mà ít ra thì đây là một cách nhìn, một cái góc nhìn nhỏ về trong tình hình bây giờ liên quan đến cá voi là như thế nào. thì chúng ta thấy được. để thường đi vào cái biểu đồ này một cách chi tiết hơn để các bạn có thể thấy được tình hình. thì thì bây giờ đó chúng ta thấy được là cái số lượng địa chỉ ví này đi xuống rất là nhanh Có phải là cá voi đang chốt lời hay không? Có phải chúng ta đã kết thúc mùa tăng trưởng hay là không? Thì các bạn thấy là cái số lượng địa chỉ ví này đi xuống nó cũng không có nghĩa là cá voi đang chốt lời Có thể là họ sợ là họ giữ quá nhiều Bitcoin ở trong một cái ví rất là nguy hiểm Cho nên họ có thể là tìm cách tạo thêm ví và tẩu cái số lượng Bitcoin này ra thành nhiều ví Để cho họ chia ra để giảm đi cái rủi ro Đây cũng có thể là một điều đang xảy ra Chứ không có nghĩa là cái địa chỉ ví mà có hôm 000 Bitcoin đi xuống thì các bạn lại nghĩ là họ chốt lời. Nhưng mà nếu như mà trường hợp xấu đi, thật sự là có rất nhiều cá voi đã chốt lời và 160 khoảng chừng là 160 địa chỉ ví đã chốt lời nhiều đến nỗi mà họ không còn lưu trữ 1.000 Bitcoin nữa. Thì điều đó có nghĩa như thế nào? Thì chúng ta nhìn vào lịch sử đi, các bạn thấy được là trong lịch sử của Bitcoin từ khi ra đời tới bây giờ đó các bạn thấy được là chỉ có một số thời gian mà chúng ta thấy cái đường màu vàng này đi xuống mà thôi. Thời gian đầu tiên đó chính là cái thời gian mà các bạn thấy là năm 2013 thì bắt đầu là từ ngày 23 tới tháng 10 năm 2013 thì các bạn thấy được là giá Bitcoin lúc đó là khoảng 166 đô thì đã có hiện tượng là cái đường màu vàng này đi xuống nghĩa là có rất nhiều địa chỉ ví hơn 1.000 đã bị mất đi và các bạn thấy được là mất liên tục cho đến thời điểm đỉnh điểm là khoảng chừng ngày 3 tháng 2 năm 2013 lúc đó Bitcoin là 1.054 đô thì các bạn thấy được là nếu chúng ta chỉ tính năm 2013 đi Thì các bạn thấy được là từ tháng 10 ngày 23 Tây cho đến cái thời điểm là khoảng chừng là ngày 3 Tây tháng 12 Thì các bạn thấy được là khoảng chừng là một tháng Có nghĩa là cái hiện tượng địa chỉ ví rơi xuống thì một tháng sau đó chúng ta thấy được chúng ta đã đến cái đỉnh của cái đợt tăng trưởng đó Nhưng mà năm 2013 là một năm mà đã cách tới rất lâu Thời điểm đó, đó là giá cái Bitcoin đã thấp hơn rất là nhiều cũng như là thị trường này không giống như là hôm nay Chúng ta hãy nhìn vào tình hình của năm 2017 đi có thể là đó sẽ cho chúng ta biết được một cách nhìn uh, khác hơn chúng ta đi được là năm 2017 đó thì bắt đầu là cái uh, số lượng địa chỉ ví ở cái thời điểm là tháng 9 đó, ngày một tây là có khoảng là 1891 địa chỉ ví sau đó các bạn thấy được là cái số địa chỉ ví hơn 1.000 mình thôi để đi xuống từ từ có nghĩa là chúng ta thấy được là cũng tình trạng tương tự như là, là bây giờ và đi xuống từ từ mãi cho đến lúc mà các bạn thấy được là tới cái đáy của đợt đó đó chính là lúc Bitcoin chỉ còn có 13.000 mà thôi Và thật ra họ chúc lời mãi cho đến đỉnh Của cái mức giá là khoảng 19.179 Giờ thì biểu đồ này Thì các bạn thấy được là cái sự Mất đi ở trên thị trường đó là bắt đầu Là các bạn thấy là ngày 1 tới tháng 9 Nhưng mà mãi cho đến cái lúc mà à, Đỉnh điểm đó đó chính là Ngày 17 tới tháng 12 Thì từ ngày 1 tới tháng 9 tới ngày 7 tới tháng 12 Thì các bạn thấy được là chúng ta có khoảng chừng là Tháng 10, tháng 11, tháng 12 Thì chúng ta thấy được là khoảng chừng là 2 tháng rưỡi hiện tượng mà những cái địa chỉ ví bị mất đi đó là xuất hiện khoảng chừng là hai tháng rưỡi trước khi mà chúng ta thấy cái đỉnh điểm nếu như mà chúng ta tính theo cái cách này đi thì các bạn thấy được là cái tình hình giả sử như là các bạn thấy là đương nhiên các bạn có thể là ngày mai thức dậy ngày mốt thức dậy trong vòng một hai tuần lại thấy cái đường màu vàng này tăng trưởng có thể là chúng ta lại có thêm nhiều cái voi mới tạo ví và bây giờ chúng ta lại thấy có thêm nhiều ví nhưng mà các bạn thấy là bây giờ đó thì nếu chúng ta chỉ tính là cái ngày là ngày cho chúng ta lấy cái ngày là 8 tháng 2 đi là cái ngày đỉnh của cái đường màu vàng này hiện bây giờ thì nếu chúng ta tính thêm hai tháng rưỡi nữa thì chúng ta sẽ thấy là cái đỉnh của cái mức giá này sẽ đạt được là khoảng chừng là chúng ta thấy là cuối tháng tư thì sẽ là cái đợt đỉnh của cái đợt tăng giá này nếu chúng ta chỉ dựa theo những cái tài liệu của năm 2017 hay là năm 2013 đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Đương nhiên chúng ta không biết được điều gì hết. Đây chỉ là những dấu hiệu ban đầu mà Thuận thấy được cho nên Thuận muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn về tình hiện bây giờ mà thôi và đương nhiên các bạn cũng đã biết là mức giá Bitcoin bây giờ đó là 55.901 lúc một làm video này thì chúng ta cũng đã biết là khi mà một cái đợt tăng trưởng parabolic thì cái mức giá tăng trưởng mạnh nhất đó chính là những ngày cuối cùng như là các bạn thấy năm 2017 đó trong thời gian chỉ có là 16 ngày mà thôi mà giá đã tăng từ 10.000 lên tới 20.000 thì bây giờ là 55.900 mà chúng ta nếu như mà dựa theo tài liệu thông mới chia sẻ tình trạng thật sự là cao bạn đang chốt lời và giữa tháng năm 2017 đó chúng ta sẽ kết thúc và khoảng chừng là cuối tháng tư thì các bạn thấy được chúng ta vẫn còn có thời gian bây giờ chỉ là giữa tháng 3 mà thôi chúng ta vẫn còn có thời gian là khoảng một tháng rưỡi nữa mà các bạn thấy được là cái đợt cuối của đợt tăng trưởng là lúc mà giá tăng trưởng mạnh nhất cho nên cho dù đó là sự thật đi nữa thì Thùng vẫn nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội để thấy được mức giá là 100.000 đô thường vẫn có lòng tin về cái điều này đó là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và các bạn có cảm thấy gì hãy comment ở bên dưới Và đương nhiên những bạn nào muốn theo dõi Thuận capital trên mạng xã hội Thì các bạn đừng quên bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter Cũng như là những bạn nào muốn tìm hiểu thêm về những cái ưu đãi danh riêng cho cộng đồng Thuận capital như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận bonus khi mà tham gia vào những sàn như là Binance hay là Bybit hay là các bạn thấy là sàn EMT, sàn FTX, sàn Binance, Coinbase, BlockFi, CryptoQuant vân vân. Đây là những cái thông tin các bạn đã tìm thấy bằng cách tập bấm vào cái link bên dưới. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.